Rồi, như trong cái video hôm qua thì mình nói là mình mở 1000 hộp bốc thăm cracker này, thì ngày hôm nay mình sẽ mở cho các bạn xem siêu phẩm đập hộp nha các bạn, để xem là mình mở bao nhiêu kim cương nha mọi người. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1BP. Và đầu video thì cho mình xin mừng được like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình đạt 15k sub sớm nha các bạn ơi. Wow, wow các bạn ơi, một chiếc mũ Canele. Ủa trời ơi, thêm một chiếc mũ nè mọi người. Wow, ảo vậy các bạn, ảo thế nha. Ok, thì ngày hôm nay có một cái trang phục rất là hot luôn, đó chính là cái trang phục cây kiệu vàng. Và để nhận cái trang phục này thì các bạn phải lên trên fanpage Play Together và tham gia cái sự kiện mới nhất. Và cái link chi tiết tham gia sự kiện thì mình sẽ để dưới phần mô tả cái video này cho các bạn nè, để nhắc vô và tham gia nha. Yes. Và cái thể lệ tham gia đó chính là chọn một người bạn mà bạn muốn gửi kẹo để bày tỏ tấm lòng của mình. Và các bạn sẽ là điền form đăng ký vào cái link Google. Và cái phần thưởng của người nhận đó chính là một cây gậy đồ ăn, đó cho tất cả những người mà nhận kẹo, và một bộ trang phục cây kẹo vàng. Và lưu ý đó chính là cái bộ trang phục cây kẹo vàng này chỉ dành cho 300 người may mắn nhất mới nhận được thôi nha các bạn ơi. Nên là các bạn hãy nhanh chân mà tham gia cái sự kiện này đi nha. Đấy, mình thấy cái bộ trang phục này là cũng khá hiếm năm người, tại là có giới hạn 300 người có sở hữu được rồi các bạn. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ nhận cái phần quà tặng đăng nhập thứ hai. Đó chính là cái mũ vòng hoa chính tà la. U là trời. Và ngày hôm nay là mình sẽ là mua hết tất cả các vật phẩm trong cái cửa hàng. Và là mình sẽ là mở 1000 hộp bốc thăm cracker nha các bạn. Đấy, nhưng trước khi là mình đi mua đồ với mình mở hộp thì mình sẽ là hướng dẫn các bạn cách là làm nhiệm vụ người tuyết này, radio người tuyết. Đấy, các bạn sẽ là mua cái vật phẩm radio này nha. Hôm qua thì mình không biết, mình tưởng là đổ nhạc trong cái radio bình thường á mọi người. Đó, nhưng không phải nha, các bạn phải vào trong cái shop người tuyết này. Đó, và mua cái vật phẩm radio người tuyết này thì mới được nha các bạn. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ là về nhà và trưng bày cái radio người tuyết cho các bạn xem nha. Nói chung là hôm nay có rất nhiều thứ hay ho cho các bạn luôn. Đó, nhưng các bạn đừng có chuyển kênh nha. Đấy, các bạn hãy tiếp tục xem cái video của mình. Đó, đảm bảo là rất là hấp dẫn cho các bạn luôn. Ok. Trời ơi, hôm qua tôi không biết tôi lấy cái cassette này các bạn ơi. Đó, lên mở nhạc ầm ầm không có nhận được gì hết. U là trời, không biết là mới đổi cái này mới ra được nha các bạn. Đó, và mình đã thay cái nền tuyết rồi nha mọi người. Đấy, trong cái quà sự kiện luôn. Hôm nay thì mình sẽ mở cái hộp thứ nhất, đó chính là cái bộ đồ người tuyết nha. Đấy, được rồi các bạn ơi. Đó, các bạn mở cái nhạc lên là xong rồi nha. Đấy, các bạn chỉ cần việc vào cái thông Noel và nhận quà thôi nha mọi người. Wow, hôm qua thì có một cái lỗi, đó chính là không hiển thị cái sự kiện cây nghiêng ước này. Đó, có nhiều bạn là nhận được cái cây nghiêng ước luôn nha các bạn ơi. Ảo chưa mọi người, chưa làm xong hết cái nhiệm vụ mà nhận được cái cây thông nghiêng ước rồi các bạn ơi. Wow, đúng là may mắn luôn nha các bạn ơi. Mà thật ra thì nếu mà thêm dây đầy đủ thì phải là 3-4 ngày thì mới nhận được cái cây này nha. Rồi ok, và bây giờ mình đã mua hết tất cả các vật phẩm trong cái shop cửa hàng rồi nha mọi người. Đó, nói chung là đồ này mình cũng mua hết rồi. Và mình có nhận cái mã code mới trong cái sự kiện, đó chính là phối đồ cùng Mono. Các bạn nào mà đã tham gia rồi các bạn có thể là check cái mail nha. Đó, các bạn nhận code. Ok, thì mình sẽ là mở cái vật phẩm trong cái cốt này trước. U ra chơi, một chiếc áo đỏ, bộ đồ thảo không gian rồi, cái này thì mình có luôn nha các bạn. Đấy, nhiều đồ chưa các bạn ơi, quá là nhiều đồ luôn nha. Đấy, đồ Noel quá là đẹp luôn nha các bạn ơi. Mình mua tổng cộng là hết 5 bộ. Đó, 2 bộ là bằng tiền mặt, còn 3 bộ là bằng kim cương nha các bạn. Và cái số kim cương của mình đó chính là còn 88 à mọi người. Rồi, tí nữa mình sẽ là mở các hộp cracker để xem là số kim cương của mình sẽ tăng lên bao nhiêu nha. Và cái trang phục Noel đầu tiên của mình đó chính là cái bộ đồ Santen nữ này. U ra trời, đó là thưởng thêm 20 kim cương nữa. Ok, tiếp theo cái gói là cô bé cây thông này. Rồi, nhận thêm 15 kim cương nữa nè. Đó, cái nón quá là đẹp luôn. Hôm qua thì có cái hộp bốc thăm mới các bạn ơi, hộp đăng nhập mới á. Đấy, mình thấy là mọi người mở ra cái thông Noel này các bạn. Cái nón Noel có hai loại. Đấy, nhưng mà mình rất tiếc là mình không mở được cái nón đó. Ok, một cái đầm cây thông. Đó, và bạn nào đã mở hai cái nón đó rồi thì hãy comment phía bên dưới cho mình biết nha. Rồi, tiếp theo là cái ba bộ bằng kim cương. Đó, nói chung là đồ kim cương cũng đẹp các bạn ơi. Nói chung là cũng rất là ngộ nghĩnh luôn. Đấy, cái mũ trợ lý Sata nè. Đó, xanh tay xanh tiết vậy nè. U là trời, rồi ok. Tiếp theo là cái ông già Noel. Đó, ông bục nha các bạn. Hey, cổ tích râu rậm vậy nè. Thằng lùng, đây là ông thằng lùng nha các bạn ơi. Ok, cũng khá là đẹp á mọi người, khá là ngộ nghĩnh luôn. Rồi tiếp theo là mặt nạ cây kiệu. Đấy, đây là bộ cây kiệu hồng nha các bạn. Và cái bộ cây kiệu vàng là khác nữa nha. Đó, cây kiệu vàng thì trong sự kiện thôi, và chỉ giới hạn là 300 người may mắn nhất nha các bạn ơi. Đó, lên mọi người hãy tham gia cái sự kiện đó đi nha. Và đây tất cả những vật phẩm mà nãy giờ mình mua được nè mọi người. Đó, toàn là đồ Noel không à. Wow, nói chung là Noel này là ấm rồi nha các bạn ơi. Đó, không còn lạnh lẽo nữa, tại là có rất nhiều đồ luôn. Đấy, tí là mình sẽ mở hộp nữa để mình nhận thêm mấy cái nón kim cương vương miện đó mọi người. Đấy, nón vương miện hình đủ màu đó các bạn.
U là trời, đấy công chúa Noel các bạn ơi. Đó, bè về Noel nào mọi người. Dễ thương chưa các bạn? U là trời. Rồi, tiếp mình mặc vô cho các bạn xem nha. Đó, cái vòng hoa này cũng đẹp nữa nè. Đấy, bộ cây đầm cây thông nè các bạn ơi. Về cái bộ đồ đầm cây thông này thì đêm nó cũng phát sáng nha các bạn ơi. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, và số kim cương hiện tại của mình là 123 nha. Đó, bây giờ tới chuyên mục chính của ngày hôm nay là mình sẽ là mở 1000 hộp bốc thăm luôn nha các bạn ơi. Đó, các bạn thấy cái hộp thường nhận của mình chưa? 907 đó mọi người ơi, quá là nhiều luôn nha. Ok, và có một số bạn đã tặng quà cho mình đó nè. Đó, cảm ơn tất cả các bạn đã tặng quà cho mình. Về cho các bạn lên tivi luôn. Đấy, mở quà của các bạn trước nè. Để xem các món quà trong này nha. Ok, các bạn xem cuối video thì mình sẽ là nhận bao nhiêu cái nón và bao nhiêu kim cương và bao nhiêu món đồ độc lạ nha các bạn ơi. Ok, để xem là tất cả những món đồ trong này nó có cái gì nha. Rồi, có cái gì đây? Rồi, một chiếc phương mượn giấy màu hồng. U là trời. Đó, đủ màu luôn, màu xanh, màu hồng, màu vàng, màu đỏ. Đó, giống như năm anh em siêu nhân các bạn. Ok, và mình không biết là trong cái hộp bốc thăm này thì nó chứa tối đa bao nhiêu kim cương á mọi người ha. Đó, mình thấy là mọi người thường là mở là 3, 5 nè. Đó, 12, 13, 15. Đấy, và mình không biết là có 30 hay là 33 hay là 55 hay 77 không nữa các bạn ơi. Đó, không biết là các bạn mở là nhận tối đa bao nhiêu kim cương thì hãy comment phía dưới cho mình biết nha. Ok, tiếp tục là cái mũ màu đỏ nè. Đấy, rất là nhiều luôn. Đó, mở không biết khi nào hết đây các bạn ơi. Nói chung là rất là nhiều luôn. Wow, 12 viên đá quý nè các bạn ơi. Ok, và bây giờ mình sẽ là tua nhanh với cái đoạn mở hộp nha. Đó, và các bạn cùng mình là xem thử là mình mở bao nhiêu lần ra kim cương nha các bạn. Và cuối cái video này thì mình sẽ là tổng kết số lượng kim cương mình mở được và số lượng chiếc nón mà mình mở ra nữa nha các bạn. Ok. Rồi, và như vậy mình để mở xong là tổng cộng là 50 hộp trong 1000 hộp thư đây nha các bạn ơi. Đó, mình nói là 1000 hộp thư cho nó gây cấn thôi nha các bạn. Đấy, và có nhiều bạn muốn lên TV và muốn tặng quà cho mình thì mình sẽ làm mở hộp về cho các bạn lên TV luôn. U là trời, rồi ok. Và số kim cương hiện tại của mình nhận được chính là 330. Đó, như đầu cái video mình mở hộp đó chính là 123. Đấy, tính ra từ lại là còn là 200 kim cương nha mọi người. Đấy, mình được là 200 kim cương. Đó, vậy xem số mũ mình nhận được bao nhiêu mũ nha các bạn. Đó chính là 28 chiếc nón nha các bạn. Đó, nó hiện số 28 bên cạnh vậy đấy. Đồ mới nhất nha mọi người. U là trời, quá là trời, nhiều nón luôn các bạn. Đó, đủ màu sắc luôn. Đỏ, xanh, đỏ, tím, vàng, đấy, hồng, lồ, kem, các kiểu nè các bạn ơi. Quá trời là nhiều luôn. Đó, ok. Nói chung là đội không hết các bạn ơi. Đội cả năm cũng không hết cái đống số mũ này nữa. Với cộng thêm là một số món đồ mình mua lên lúc nãy mình mở cho các bạn xem nữa. Đấy, quá nhiều luôn. Chưa kể là các số đồ Noel trong cái sự kiện nữa mình chưa nhận nữa. Đấy, nói chung là đợt này thì cho khe khé nhiều mũ á mọi người. Quá trời là què luôn. Đấy, đúng là công nhận là cái mùa Noel này là rất là đặc biệt luôn. Rồi ok, và nếu các bạn thấy cái video này hay thì hãy cho mình được like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình đạt 15k sớm xíu nha các bạn ơi. Đấy, và cái kênh của mình cũng sắp đạt 15k sớm rồi các bạn ơi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da!